Cindy mến chào các bạn nha. Theo lời yêu cầu của nhiều bạn muốn Cindy chia sẻ cái cách mà Cindy đẩy xe vào ở bên trong cái nhà xe đó các bạn. Đẩy vào bên trong như thế nào và sử dụng cái máy hít như thế nào thì sáng sớm trước khi đi làm thì Cindy cũng đã có quay một cái video để chia sẻ cho các bạn. Hôm nay thì trời ở chỗ của Cindy nó cũng hơi lạnh, âm xuống là cũng cỡ là 4 độ rồi đó các bạn, cho nên nó cũng hơi lạnh, nhưng mà Cindy cũng dành một chút xíu thời gian để mà Cindy vào Cindy quay chỗ mà cái nhà xe của mình để mà mình đẩy mấy cái cây vào bên trong như thế nào đó các bạn, thì Cindy cũng chia sẻ cho các bạn xem. Cindy cũng mời các bạn vào xem nha. Dòng thời gian chắc chưa một ai rồi tất cả ta chứ tình có thật lòng chưa? Dòng thời gian chẳng chờ một ai. Cindy mến chào các bạn nha. Hôm nay Cindy sẽ ra quay cho các bạn xem cái cách mà Cindy đẩy những cái cây vào nhà xe như thế nào và sưởi ấm cái máy hít nó như thế nào nha. Cindy mời các bạn vào xem nha. Đây là mùa đông rồi các bạn, nó lạnh xuống, bây giờ hiện giờ là nó âm xuống là 4 độ rồi đó các bạn. Cái chỗ của mình ở đó nha, cây cối rồi này kia là tất cả cái cây bí đao của mình nó cũng đã héo dây rồi nè các bạn. Còn mấy cái cây kia của mình đã hoàn toàn mình về vào nhà xe hết rồi nha. Có một số cây ở bên ngoài, xin đi sẽ quay cho các bạn xem một số cây bên ngoài nha. Đây là những cái cây mà có thể là nó chịu nhiệt lạnh được nha các bạn. Nhưng mà Cindy cũng đẩy nó vào cái máy hiên như thế này để cho nó tránh bớt được cái nhiệt lạnh đó các bạn. Đây là những cái cây của Cindy được để ở ngoài nhà xe nha các bạn, nằm ở bên hông nhà xe đây. Mình cây này là cây sung Mỹ nè các bạn, hiện nó cũng đang có trái luôn. Nhưng mà mình cũng đẩy nó vào nhà xe mà để bên ngoài cái nhà xe nha các bạn. Còn đây là cái bạc hà của Cindy. Tất cả những cây mà nó chịu nhiệt lạnh thì Cindy đều để ở ngoài này hết. Dâu của mình nó cũng đang có trái nè các bạn. Các bạn thấy không? Mà bây giờ lạnh quá thì mình cũng đẩy vào trong này đỡ luôn, chứ mình cũng không biết sao. Hiện giờ cây của mình nó đang có trái nè nha các bạn. Đang có bông, đang có trái luôn á mấy cái cây dâu của mình á. Mình cũng sẽ tìm cách để mình cho nó vào một cái này, đẩy nó vô trong các bạn ơi, thấy nó cũng tội quá. Đây là cái cây ổi mà Cindy nói là cái cây ổi Mỹ đó các bạn. Ổi này là kêu là, ở bên đây người ta kêu là cây ổi dứa nha, nó thơm cái mùi lá dứa các bạn. Còn đây là bông tulip trắng của mình đó các bạn, bông lo kèn trắng đó các bạn. Những cái cây này là nó chịu được nhiệt đới lạnh nha. Điển hình như cây lụn nè, mình cũng đẩy cho nó nằm ở trong đây. Mình biết là khi mà nó nhiệt độ nó xuống càng thấp thì những cái cây này của mình nó sẽ rụng lá hết nha các bạn. Các bạn nhìn xem nè, đây là cái cây apple của mình đây. Trước đây cây apple của mình nó cũng ra rất là nhiều trái nha. Các bạn sẽ theo dõi Cindy, từ từ Cindy sẽ chia sẻ thêm một cái loại phân, những cái loại phân mà nó tốt cho cây mà nó cho cây ra trái nhiều nha các bạn. Từ từ Cindy sẽ chia sẻ thêm. Còn đây là cái cây này là cái cây quýt của mình nè đó, mình cũng đẩy cho nó nằm ở trong đây luôn. Chắc mình cũng tìm cách để mà mình che chắn như thế nào cho mấy cái cây này của mình nó giữ được cái mùa đông nha các bạn. Rồi đây, cái trái này nó cũng đã chín rồi nè, mình hái ra mình ăn luôn trái sung Mỹ á các bạn. Các bạn nhìn nè, cái trái sung Mỹ này rất là ngon luôn nha các bạn. Mình có là tới 3-4 loại sung lận đó các bạn. Trái này nó ngọt lắm các bạn ơi. Cái cây này, cái cây cần tàu Mỹ của mình nè, các bạn thấy nó tốt không?
rất là tốt luôn. Mình cũng để cho nó nằm ở ngoài nhà xe này nha các bạn. Đây, cái nhà xe mình bên trong, những cây này mình để nằm bên ngoài này hết. Đó, các bạn thấy không? Những cây này nó đều nằm ở bên ngoài. Và mình sẽ cho các bạn vào xem cái ở trong bên trong nhà xe của mình nha các bạn. Đây là cái nhà xe của mình. Mình chuyên để những cái cây của mình ở bên trong này. Các bạn biết sao mình căng lưới gì không? Tại vì ở nhà mình có nuôi con chó hít kỳ á các bạn. Nó chạy, nhìn chó chạy ra đây thôi. Mình không cho nó chạy ra nữa nó quậy cây của mình. Bây giờ đi vô trong nhà xe của mình ha. Đây, các bạn thấy không? Nó chạy ra tới đó thôi, mình chặn lại, mình không cho nó vô nữa. Đây, mình sẽ quay cho các bạn xem. Hiện là cái cây này của mình á, là cái cây đông trùng hạ thảo nè các bạn. Mình cũng đẩy cho nó vào đây đi. Nó sống hay sao đó thì mình tính sao nữa nha. Nhưng mà mình thấy cái lá nó vẫn còn tốt thì mình vẫn để cho nó vào trong đây nha các bạn. Còn đây là cái cây kỷ tử của mình. Cây kỷ tử của mình đây, nó cũng đang có trái nè các bạn thấy không? Đó, cái cây kỷ tử của mình hôm nay nó ra cái lá cũng tốt lắm luôn rồi đó các bạn. Nè, các bạn thấy không? Rất là nhiều. Và đây, đây là cái cây cam của mình nè các bạn. Các bạn nhìn thấy nè, lúc này cam của mình nè. Đó, cam của mình nè, nó đang hú hồn. Mình tưởng đâu là nó bị rớt xuống luôn chứ. Nó đang có trái chín từ từ rồi nè nha các bạn. Đây, các bạn biết không, mình mê trồng cây đến nỗi mà mình khi mà mình đã thấy cây có trái như thế này rồi, mình không bao giờ mình bẻ đâu các bạn. Mình để mình chiêm ngưỡng nó chứ mình không có bẻ. Đây là có cây quýt của mình, nó cũng đang có trái này nha các bạn. Đó, còn cái cây ở đây á là cái cây chanh dây. Tuy là mình để cho nó ở trong cái nhà xe như thế này mà các bạn nhìn nè, nó cũng rất là tươi tốt luôn nha. Cái phần trái của nó nằm ở bên trong á mà mình không thể nào mình bước vô được, tại vì bây giờ mình đã sắp như thế này rồi thì mình không thể nào mình bước vô được các bạn ơi. Đây là cái cây chanh của mình. Và các bạn nhìn xem nè, cái cây đu đủ này của mình. Đây, mình cũng sắp xếp cho nó gọn gàng. Cái cây đu đủ này của mình nè, các bạn nhìn nè, nó ở trong nhà xe nhưng mà nó vẫn nở như thế này nè nha các bạn. Chỉ có cái cây này của mình bữa hổm mình để bên ngoài á, cây này là cái cây hoa đậu biếc của mình nè các bạn. Mình để bên ngoài á, nó vừa lạnh một tí xíu bắt đầu nó héo hết. Mình thấy tội quá mình mới đẩy nó vào đây. Đó là những cây ăn trái của mình, nó vẫn đang có trái này nha các bạn. Đi vào từ từ, mình sẽ cho các bạn xem mình dùng cái máy hít như thế nào nha. Đây là tất cả những cái cây của mình đây. Này các bạn thấy không? Đó, ớt của mình nó vẫn cũng còn đang ra trái này nha các bạn. Và cái máy hít của mình đang để đó, ở trong đây là mình để tới được tới 2 cái máy hít nha các bạn. Nè, các bạn nhìn thấy không? Cây bơ này của mình cũng đẩy vào luôn. Mình đẩy vào luôn. Và bưởi của mình nè, bữa hổm mình đẩy vào một cái trái bưởi lớn ở bên góc bên đó đó các bạn, nó bị rớt xuống tại vì nó ma sát vào cái thân cây á các bạn, nó rớt cái trái bưởi của mình xuống. Chanh dây của mình nó lên đọt như thế này nè. Đó, đây là cái trái chanh dây nè các bạn. Đó, cái trái chanh dây. Và ở bên trong đó chanh dây nó vẫn còn nhiều lắm nè các bạn. Đó, nó đang ra qua thêm nữa đó nha các bạn. Bên trên thì đang nảy mầm. Và những cái cây của mình sẽ đẩy vào trong đây hết. Các bạn thấy không? Cây của mình nó vẫn phát triển bình thường. Ở của mình trái vẫn còn nguyên như vậy. Đó là những cái cây này nó đang đâm mầm luôn nha các bạn. Ở bên ngoài đó thì nó có một cái mái, một cái khoảng đó là bằng kính đó các bạn, nên nó vẫn chiếu cái ánh sáng vào trong nhà mình nha. Còn đây là cái cây tắc mà các bạn nhìn nè, cái cây tắc hôm nay á, bông của nó ra như thế này nè các bạn, nhưng mà cây vẫn giữ cái độ tươi, lá nó vẫn tươi nha các bạn. Cái cây này nè, lý do vì sao có nhiều người á để cây này vào trong cái bên trong nhà của mình, nó đã ấm đúng không các bạn, nhưng mà nó vẫn bị rụng bông, nó vẫn bị rụng lá. Hôm nay là Cindy mới phát hiện ra, tại vì ở bên trong á, cái chất mà cái máy hít của mình á, nó làm cho những cái cây của mình nó bị chết đi chất oxy,
nó bị cái chất oxy nó không còn nữa, cho nên nó mấy cái cây của mình nó tuy là thấy nó vẫn còn xanh lá nhưng mà nó vẫn bị rụng nghe các bạn. Mà mình để ở ngoài này tuy là cái nhiệt độ của nó không ấm như ở bên trong nhà thật, nhưng mà cái lá vẫn tươi xanh nha các bạn. Bông đồ này kia nó vẫn phát triển bình thường nha các bạn. Thà là nó ở bên ngoài nó hơi nhiệt độ nó hơi lạnh nhưng mà nó lại có được cái chất oxy nó thiên nhiên, còn ở bên trong nhà của mình nó quá kín đi, mà thêm cái máy sưởi trong nhà của mình nó mạnh đó các bạn, mấy cái cây này nó chịu không có nổi. Đây là cái cây sori của mình đó các bạn, nhìn nè, nó vẫn phát triển cái lá nó xanh tươi như thế này nha các bạn. Và những cái cây ở bên trong cũng thế luôn, các bạn nhìn xem nè, nó những cái cây của mình nó đang phát triển bằng một cách bình thường luôn nha các bạn. Cây nào cũng vậy hết, những cái cây này mình thương nó quá nên mình đẩy nó vào trong đây nè các bạn. Bông của nó lúc này nó cũng ra rất là nhiều luôn nè, nó. Và đây, cái cây này là cái cây thế của mình nè, các bạn thấy không, mình vẫn đẩy nó vào trong đây luôn, bông nó vẫn nở một cách bình thường nha, nhưng mà mình không biết là nó có đậu trái hay không, nhưng mà bông nó nở rất là nhiều luôn á các bạn. Cây cốc của mình nó cũng phát triển bằng một cách bình thường luôn. Đó là đây là cái chu vi mà mình đẩy những cái cây mà nó không có chịu cái nhiệt đới lạnh đó các bạn, mình đẩy nó vào trong đây hết. Cây này là nó chịu nhiệt đới lạnh nha các bạn, nhưng mà mình thấy bên ngoài nó lạnh quá, mình sợ tại hồi năm rồi á mình để bên ngoài nó lạnh quá đó, mấy cái nụ bông mình nè các bạn nó tự động nó héo hết, nó rụng hết, mình cảm thấy mình tiếc quá, năm nay mình vẫn để cho nó vào trong đây luôn. Nè các bạn nhìn xem, cái nhà xe của mình nó không có lớn thật, nhưng mà một bên thì mình để đồ linh tinh, một bên đó thì mình vẫn để mấy cái cây ăn trái của mình ở góc bên đó các bạn. Và đây là cái máy hít của mình đây, mình quay cho các bạn xem. Đây là cái máy hít của mình. Bây giờ là mình chỉnh cái nhiệt độ cho nó nha các bạn. Hôm nay cũng hơi lạnh, mình chỉnh cho nó, mình chỉnh thêm tới 6 tiếng nữa đi cho nó ngưng máy, lẫn tối mình bắt thêm nha các bạn. Mình chỉnh mà tới cái số lớn nhất luôn nè các bạn. Cái nhiệt độ nó không có phải là cái nhiệt độ mà nó khà ra cái hơi nóng nhiều nha các bạn. Các bạn nên để ý cho thật là kỹ nha. Cái máy mà nó khà ra cái nhiệt độ mà nó hơi nóng nhiều quá đó là nó sẽ đốt chết hết tất cả các oxy ở trong cái nhà xe của mình nha các bạn. Thì nó đốt, nó có hơi nóng nó quá nhiều, nó đốt hết những cái chất oxy trong cái nhà của mình, thì những cái cây của mình nó chịu không nổi thì nó cũng phải rụng lá và nó cũng chết từ từ nha các bạn. Tuy là thấy là để cho nó kín thiệt nhưng mà nó cũng phải chết từ từ. Cái máy hít này của mình á là giắt tối á, máy hít của mình là cái hiệu này nha các bạn. Cái hiệu này mình mua đời trước, còn cái hiệu ở đằng kia là mình mới mua đời sau này, mình cũng mua ở trong Home Depot nha các bạn. Cái này là mình đem về mình set up cho nó, mình muốn cho nó lên cái nhiệt độ cỡ bao nhiêu. Bây giờ thì em muốn cho nó lên cái nhiệt độ 80 đi. Đó, mình cho nó lên cái hai này luôn. Giờ là mình bấm ở bên trên. Cái này chắc em không có biết điều chỉnh, tại vì nó được có 65 độ nào cho nó nằm ở trong đây thôi. Đáng lẽ cái chiều mà nó nóng nhất của nó đó là 80 độ, nhưng mà mình muốn chắc chồng em set up như thế nào á, cái này em phải hỏi là chồng em, tại vì em không có biết cái sử dụng của cái này. Cái kia thì em biết, nhưng mà cái nhiệt độ ở bên trong mình để cho nó vừa ấm ấm thôi là nó sẽ lon ra hết cho tất cả các cái cây của mình, cho nó ấm ấm chứ không phải là nó nóng quá nha các bạn. Các bạn nên nhớ kỹ, nếu mà nóng quá là cây của mình nó chịu cũng không nổi, nó đốt hết những cái chất oxy ở trong đây là cây của mình chịu cũng không nổi đâu nghe các bạn. Nhiều khi mà mình mở gần nhiều quá mà nó bị đốt hết cái chất oxy, mình thở còn không nổi nữa đừng nói chi cây. Thì cái phần bên đó là cái phần cái máy bên đó, còn đây là cái máy này em mới mua sau này. Thì bây giờ em cũng set up cũng giống như vậy. Cái hiệu này nè các bạn, em mới mua được khoảng 3 tuần lễ cho cái máy này nè. Hiện em cũng bỏ Home Depot, nó set up cho mình được tới 24 giờ lận.
mà cái nhiệt độ của nó ăn thôi mình để thôi. Thì em để cái nhiệt độ của nó, chồng em set up là 68 độ, tại vì mình đóng cửa kính đó các bạn, cho nên cái nhiệt độ nó mình cũng để cho nó ấm vừa vừa thôi. Cái này là em để set up nó chỉ có 12 tiếng đồng hồ thôi, nhưng mà mình sẽ bấm thêm, mình sẽ bấm thêm giờ cho nó nữa. Em để cho nó thêm 5 tiếng nữa, tại hôm nay ở đây nó lạnh lắm các bạn ơi. Em để cho nó 70 độ đi. Dạ em để cho nó 70 độ cho nó khạc cái hơi nóng này ra trong vòng thêm 5 tiếng đồng hồ nữa nha các bạn. Tự động nó sẽ tắt, tự động nó sẽ tắt máy. Thì thời gian mình để mình ăn thua mình chỉnh thôi. Và ở trong đây mình có hai cái, một cái bên kia, một cái bên đây, tức là một cái nhà xe của mình về mình chia làm hai bên nha các bạn. Thì cái nhiệt độ hai bên nó như thế là nó mới làm cho đủ độ ấm cho cây mình nha các bạn. Đó, các bạn xem qua thêm một lần nữa, tại vì khi mà mình đi ra rồi là mình đóng cái cửa nó lại. Cây của mình tuy là để ở trong nhà xe nhưng mà vẫn xanh tươi nha các bạn. Cái lá non của nó ra rất là tốt luôn nha. Cindy xin tạm dừng cái video tại đây. Cindy chúc các bạn được một ngày vui vẻ nha. Và hãy theo dõi Cindy. Cindy sẽ chia sẻ thêm những cái gì mà Cindy biết, Cindy sẽ chia sẻ thêm cho các bạn nha. Hẹn gặp các bạn vào cái video kế tiếp của Cindy. Bye, see you next time các bạn.